mướn nữa chứ. Xem thế nào liên hoan tiếng hát truyền hình tí đi. Năm chục nhá, Hữu Nghị, năm chục. No. Năm chục nhá, giá Hữu Nghị. I'm sorry, no. Hạ giá 40 nhá, đi. No. Xã giao tí. Ok. Nào, đi. Có biết ta, người này. Không biết nhá, đừng có hỏi. Có biết cái người này ở... Không biết, đừng có hỏi, bây giờ chốt lại. Hạ giá 30. Đi không? No, muốn hỏi cái người này. Đã bảo không biết. Bây giờ chốt lại là có xã giao không? No. Không đi thì thôi, biến đi. Nhanh lên, khẩn trương. Sorry. I'm sorry. Ok. Biến đi. Ok, sorry. Ok. Đi lòng vòng, trời ơi bức mỏi quá trời. Thế à? Xin đạo lý. Ô, à phải, thank you, bé này mà. Cho em xin 40. 40.000. Tiền gì nữa hả cha nội? Tiền ghế. Cái ghế này là của công viên mà. Cái ghế này mình có sổ đỏ lâu. Ôi trời, cái ghế mà cũng có sổ đỏ hả? Phải cho thuê chứ. Vâng, cho em xin. Thối lại 10.000. Okay. Làm gì đó, giả tiền rồi mà. Vâng. Rồi. Sạch sẽ. Ok, thank you. Sạch sẽ, cho sân 10.000. Không. Sạch sẽ, cho sân 10.000. Không. 10.000 là tiền khăn. Khăn này 10.000. Chả hiểu sao về Việt Nam cái gì cũng tiền. Ngồi ghế cũng mất tiền. Vào nơi công cộng cũng mất tiền. Không hiểu tại sao. Này, đừng có bóp cha. Bóp lại thu thêm tiền đúng không? Không, cái này là phi. Phi thật không? Vâng. Xin lỗi. Có phải ông là Việt Kiều không? Sao biết kỳ vậy? Nhìn dâu là biết rồi. Cứ để dâu làm Việt Kiều hả? Không, dâu sang lắm. Dâu sang. Ôi giời, sáng cao này à. Khuôn mặt chữ điền à. Nhìn cái tướng này đó,
Ngươi làm từ thiện lắm phải không? Ồ, sao biết vậy? Ngươi giúp người phải không? Ồ, chuyên đi giúp người. Thế à? Thế thường thường là từ thiện ở đâu? À, về Việt Nam thì đi ở đồng bằng này, rồi miền cao để giúp đỡ những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn. À, lá lành thì phải đùm lá rách nát. Ở nơi nào cũng thế thôi. Ở đâu cũng có người giàu. Ở đâu cũng có người nghèo. Thậm chí là ở xung quanh đây nè. Cũng có người nghèo. Thiếu gì người khó khăn. Ủa? Tôi ngó quanh đây làm gì có ai khó khăn đâu, hoàn cảnh đâu. Người ta nói là xa nhau vạn dặm, nhưng mà gần nhau chỉ một cái ăn thôi. Anh nói rõ ra xem nào. Này, tôi nè. Anh mà có hoàn cảnh khó khăn à? Vâng. Tôi nhìn anh to cao như thế này khó khăn cái gì? Khỏe mạnh mà. Coi thế chứ đau trong người nhiều lắm. Tôi nhìn anh còn khỏe hơn tôi chứ bận gì. Ngủ công viên không à? No my way. No home. Tôi gọi là homeless. Ôi trời ơi. Ngủ ở đây không à? Rồi xương rơi đó, vô tình nó thấm vào cơ thể, bệnh hậu dữ lắm. Ồ. Hơn nữa, mình xa mày á mà. Mặt anh già này xa mẹ cái gì? Thì mấy đứa bé xa mẹ bé, còn em già xa mẹ già. Ồ. Lấy cái biển xa mẹ này mà đeo vào người ấy, mà đi lường gạt này, công an bắt anh vô đồn đó. Làm gì công an thấy được cái bản này bắt em. Anh đeo nè. Em nhìn thấy công an đi gần tới là em lật lợi gì nè. Cái tướng này của anh ấy chỉ có vợ bỏ thôi chứ không cái gì. Vâng, em xin chị. Anh chỉ có làm cái cách lừa đảo như thế này mà một phát, tôi mà ra báo công an là người ta hốt anh luôn. Ô này, này, còn cái áo. Còn cái áo cho hỏi chút xíu à. Đây đây, còn cái áo này. Đây đây đây. Đứng lại cho hỏi chút xíu. Dừng lại. Đâu hát, đâu hát. Dừng lại. Này, sợ, em đừng bắt em, đừng bắt em. Làm cái gì chạy dữ vậy? Công an. Công an nào? Công an đâu? Công an ở đâu? Không có vừa nói công an. Tôi nói công an hồi nào? Ôi trời ơi, mới nói công an tôi hết hồn, tưởng công an tới tôi mới chạy mệt gần chết nè. Ôi trời ơi, tôi nói là anh cứ đeo cái biển lừa đảo kia. Mà công an gặp là công an bắt anh vô đồn chứ không phải là công an chạy tới. Ồ, thế à? Ôi trời ơi, lại ồ thế à? Trả cái áo. Ôi trời. Cầm lại. Ôi, thank you. Đỡ mệt chưa? Đỡ, đỡ. Cho hỏi chút xíu nghe. Vậy? Hỏi thăm hả? Hỏi thăm. Hỏi thăm lắc bò nghe. Ôi trời ơi, hỏi thăm cũng bo. Trời, bây giờ cái gì cũng tiền không à. Hỏi thăm phải bo chứ. Được, được. Lát nữa là tôi sẽ nhờ công an bo cho anh nha. Vâng, cho em xin. Em không hạp với công an. Coi như em từ thiện cái chuyến này cũng được. Được rồi, thế đồng ý từ thiện à? Vâng. Nói thế thôi, tôi hỏi thăm nếu mà được việc của tôi, anh thích gì thì tôi sẽ cho ăn hết những thứ đó. Ồ, thế à? Lại ồ thế à? Hỏi đi, hỏi đi. Đây, đây, lại kề, lại chỗ kề. Ồ, đi đâu cũng được, miễn có tiền là đi à. Đây, đây, đây. Vâng, vâng, vâng. Mệt quá, làm chạy đuổi theo anh. Thế, ngồi đây nha. Ngồi, ngồi đây, ngồi đây. Vâng, 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 vâng. Quá. À, họ hỏi gì, họ hỏi đi. Ồ, này. Anh cho tôi hỏi chút nè. Anh là cái người quan hệ rộng. Vâng. Anh cho tôi hỏi một chút. 10 chút cũng được, miễn có tiền thôi. Có được không? Vâng. Tôi là tôi muốn tìm cái thằng cháu tôi. Ồ. Mà cái thằng đó là nó cũng ăn chơi chắc tán giống như anh này. Vâng. Anh có quen, anh có biết nó thì anh chỉ dùm tôi à. Ăn chơi chắc tán. Đúng rồi. Ồ, tôi biết nó ở đâu rồi. Anh biết nó. Vâng. Trời ơi, anh chỉ dùm tôi nghe. Anh đưa tôi đến đó luôn. Nó ở đâu vậy? Nó ở đâu vậy? Quả lò. Sao đây quả lò? Thì ăn chơi chắc tán giờ nằm trong quả lò chứ nằm đâu. Trời ơi. Hỏi thăm
thì người ta có đưa địa chỉ hay là đưa hình đưa ảnh, tự nhiên hỏi cháu tôi, ông ở đâu biết cháu ông ở đâu bà chị? Có hình, có hình, có hình ngài bé. Giúp tôi nghe. Mình làm ăn lớn mà. Đây 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 đây. Đó. Về cái thằng cháu tôi ngày nhỏ, anh nhìn xem, anh có quen khu vực này, anh có thấy ai giống giống? Ồ, quen lắm đấy nha. Ồ. Quen lắm hả? Ôi trời. Cháu ông nổi tiếng lắm đó nha. Cháu tôi nổi danh. Có thiệt không? Ca sĩ. Ca sĩ à? Ồ. Ồ. Thế nó tên gì? Sơn Tùng chứ ai. Sơn Tùng MTV. Sơn Tùng đâu phải như thế này. Tóc này, tóc bây giờ là tóc này đằng này nó còn bé. Cắt đầu bằng cho nó. Ồ, sao tưởng nhìn sơ tưởng Sơn Tùng. Ừ, không phải Sơn Tùng. Ồ, thế à? Ồ, thế à, nếu anh biết thì chị dùm cho tôi đi. Ôi cha, còn bé mà phải đặt hút thuốc. Hút thuốc đâu? Này. Đây không phải hút thuốc. Cái gì? Đây là cái hai cái răng của nó. Ôi, răng gì dài thế? Nhà là cho ăn hải sản nhiều, à, vâng. Tôm cua cá nhiều nên là răng dài ra. Răng nó dài ra. Ồ, thế à? Ờ. Lại ồ thế à? Anh có biết nó là thằng này, anh có biết nó chỗ nào không? Này, cho nên nhìn càng quen đó. Quen à? Cái người này tên gì? À, cháu tôi tên là Đinh Văn Ấm. Có sao không vậy? Còn âm à, tôi là Đinh Văn Tích. Trời ơi chú Tích, chú không nhìn ra con sao? Nè, đừng có thấy người sang mà định bắt quàng làm họ nghe. Con là Đinh Văn Ấm đây. Ngày xưa người ta gọi là cậu Ấm đó. Cậu Ấm? Vâng. À, Ấm à? Vâng. Thế còn ba con? Bố con tên là Đinh Văn Siêu. Mẹ con là Trần Thị Vòi đây. Trời ơi, thế là cả nhà Ấm Siêu Vòi đúng không? Vâng. Ôi trời ơi, cháu tôi. Chú ơi. Trời ơi, quá trời luôn. Hồi quá. Hồi. Mới tắm tháng rồi, mới có 30 ngày mà không dưỡng vậy ta. Chú về hồi nào? Chú về 3 ngày rồi. Ủa trời, về 3 ngày? Sao chú không đi tìm con? Chú tìm con hoài mà không thấy. Chú tìm con mà tìm con ở đâu? Qua lối nhỏ vào nhà con, chú ghé vào thăm vì lối xóm con đòi tiền. Họ nói rằng con tiêu nợ lung tung, kiếm không ra, nếu gặp con thì họ chém. Con cứ hỏi lòng tại sao, mấy lúc gần đây mà sao chú không gửi tiền về. Để bên này còn tiêu nợ người ta, đã không sống nên con lìa quê hương. Trời ơi, ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày nay con nghèo đói te tua. Con hỡi con tiền chú gửi, con làm gì để giờ đói te tua? Chuyện làm của con tan vỡ từ lâu rồi, đến nay không còn gì nữa. Cũng bởi tài con nghe theo lời bè bạn mờ biếm mà làm giàu. Thôi chớ gạt tao, nhưng người lối xóm cho hay, mày chỉ lo bát bài đêm ngày hút chích ăn chơi. Mày trời ơi trời, cái vụ mày hút chích là chú lá sầm rồi hình sự dính tôi sao? Mày chích mày hút thì tao nói mày chích mày hút. Mày là thằng nghiện thì tao gọi mày là thằng nghiện. Mày định làm gì? Mày định vịnh xuân quyền với chú mày à? Đừng có ý là chú nha. Chú là chú nhưng mà chú thân tôi bao nhiêu tuổi? Dài dế thôi. Đừng nghĩ có tiền có bạc mà la con cháu ngoài đường ngoài xá.
Dù sao hút chết cũng có danh dự của hút chết vậy. Mày là thằng nghiện mà mày cũng có sĩ diện à? Nếu chú cảm thấy rằng có thằng cháu bất dạy đó, đi luôn đi, đừng có về Việt Nam nữa. Mày đuổi tao? Vũ Tư, thích là chiều, khiêu là chích. Vũ Tư đi. Thằng bất dạy, mày dám đuổi chú mày? Đời lỡ xa lầy thì cho lúng luôn. Mày lúng luôn à? Thôi ông đừng nhắc tên tôi làm gì. Tao hiểu rồi. Ngờ như không quen biết hay tìm quên đi. Mày không quen biết à? Mày không biết à? Tao ở bên kia, tao phải lao động làm lụng vất vả. Tao tiết kiệm từng đồng, tao gửi về cho mày để mày làm ăn. Thế mà ở nhà mày lấy số tiền đó, mày ăn chơi trác táng, mày làm xấu mặt chú mày. Thế thì chú cứ đi đi, về bên kia đấy, đi mà sống trong sự giàu sang của chú đi. Còn cháu nè, mày làm sao? Đời tôi thế là hết. Chuông đổ chùa xa, chiều nay có người lên chùa quy tí pháp. Bởi nợ nần kia không tìm trả người ta, tôi phải lên chùa tu. Đầu tóc chiều nay vừa mới xây, tôi phải xin bao mô đen trên mình. Nay quăng xuống sân lìa xa nhân thế, nào thân cửa từ bi. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ quen mờ. Đừng có đi tu mày lên chùa làm phiền nhà sư, nếu mày biết ăn năn chú sẵn sàng tha thứ cho chú. Chú tha thứ cho con rồi phải không? Chú tưởng mày đi tu rồi. Chưa, bữa nay ngày xấu quá thầy không cho tu, mới thử đồ thôi. Không, mày lại lừa gạt chú đó hả? Không có gạt chú đâu, có ăn năn hối hận thật mà. Chú thấy không, hai chữ hối hận nổi lên mặt con không thấy sao? Tao là tao không có tin mày đâu. Mày gạt tao hết lần này đến lần khác rồi. Không đâu, con muốn làm lại từ đầu mà không ai cho con cơ hội đó. Chú ơi, sẵn chú trả hết nợ nần cho con đi, cô dẫn con đi cai nghiện để con làm lại cuộc đời đi chú. Con có nói thật không? Con nói láo với cho chết hết cả làng này đi. Ở làng này là có cả chú, có cả mày. Mày thề đấy, cả chú cả mày đều đứt hết à? Mình đi lâu rồi, mình không có ở cái làng này, mình đâu có dính líu gì đâu, mình chết. Ôi mày thề gì mà khôn quá trời vậy. Nhưng làm thế nào để cho chú tin mày? Con thề, con hứa chú mà. Mày hứa thế nào? Bây giờ sẵn có chùa đây nè, con dẫn chú vô, con hứa trước mặt Phật đàng hoàng. Thế mày hứa thế nào? Thì mày vào đây để mày hứa với chú. Dạ, đi chú. Đây, trước nơi linh thiêng thờ Phật, con hứa với chú như thế nào? Con này hứa đi. Vâng, con xin hứa với chú đây. Con hứa thế nào? Tôi hứa từ đây bác tài xì ghé tôi bò. Ô xe, cố gắng làm ăn đây được bà con mến yêu. Ô xe, con hứa câu này chú tha thứ. Cuộc sống làm người con phải nhớ, phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chú chim lòi ra, tiếng hót thanh thoát của những chú chim nhà bên kia.
xa mình say đêm cùng bóng dáng chim của mình. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất đôi sao nhiều. Trái đất đôi sao nhiều. Nếu muốn ta đi cho hỏi chi. Đấy! Cái gì đấy? Đi đâu về đấy? Hả? Tôi đi chọi chim có vấn đề gì không? Bây giờ là giờ nào? Ngày hôm nay là ngày nào mà đi chọi mấy chim hả? Mới có 9 giờ sáng. 9 giờ sáng thì có vấn đề gì hả? Mà bà làm cái gì mà bà hát thêm cái quần nước vào quần tôi hả? Tôi làm suốt từ đêm hôm qua đến giờ nhé. Chờ ông về ông biết làm gì không? Để gói bánh chuẩn bị giao thừa rồi. Bà dở dở. Thế kiếm tiền để làm gì hả? Kiếm tiền đấy nhá. Ra ngay cửa hàng mua chục cái bánh chưng vượt gì phải gói. Khổ quá cơ. Hôm nay là ngày 29 Tết nhưng mà lại là ngày 30. Bởi vì là thiếu một ngày. Thế mà ông không gói bánh thì còn gì là không khí Tết nữa. Tôi là tôi không gói đâu, tùy bà. Tôi không ăn, tôi không gói bánh chưng đâu. Ông đừng có vớ bẩn nhá. Tôi đã chuẩn bị hết suốt từ đêm hôm qua đến giờ rồi nhá. Bây giờ tôi đi họp phụ nữ đây. Ông ở nhà gói bánh. Để tối tôi về tôi cũng giao thừa. Này, nói mà không nghe nhá. Cứ chìm với chuột nhá. Bóp chết chìm đấy nhá. Bà dám bóp chim tôi á? Tôi dám đấy. Ông đừng có lằng nhằng nhá. Ở nhà gói bánh chưng đi. Tí nữa tôi về tôi cũng giao thừa. Nói không nghe nhá. Tôi bóp chết chim đấy. Bớ vẩn đâu. Này. Này. Cái loại đàn bà đâu mà lại dám vũ lực với chồng à? Ông lồng ở chim của ông á. À, ông chôn. Loại vợ tinh tướng. Sao mày chọi nó lại toàn thua thế à? Hả? À? Sao mày chuẩn thế? Mày có nghe người ta bảo ngu như bò chứ có bao giờ bảo ngu như chim đâu. Hả? À? Tao nói cho mày biết nhá. Mày mà chọi thua một lần nữa nhá. Là tao bắt mày phụt 15 phát. À không, phạt 15 phút tao không cho mày ăn sâu nhá. Cho mày chừa đi. Trời ơi. Ôi trời. Thiết kế dở thế. Tường mà không có chỗ đi xuống đấy. Huynh ơi. Huynh ơi. Dậu Vương ơi. Bác dâu ơi. Chẳng có cái nào nữa. Cái gì? Thang á? Không vấn đề gì. Thế mà mày không gặp tưởng tình đã cũ, hôm nay sang thăm tình lại mới tinh. Em nay sang đây bàn chuyện hai đứa. Bàn tiếp là hai đứa à? Bàn tiếp thì căng lắm. Thế thì hai ta cùng vào trong này. Này huynh, sao sao? Vợ huynh đi chợ hay là đang gây? Ôi giời, đừng chuyện gì. Yên tâm yên tâm, chỉ mình huynh thôi. May quá. Tim em đang run vì trận đòn hôm trước. Vẫn còn sợ cơ à? Sợ chứ. Này lần này nhá, nó mà phang em huynh cũng bỏ nhà đi luôn. Rồi nghề suốt ngày nghịch chim thế à? Vớ vẩn, người ta vừa đi chọi chim về đấy. Được giải khuyến khích nhá, ngồi đi chờ tí. Già rồi suốt ngày chim con. Thì chơi chim nó mới là phong độ. Này, hả? Chứ Tết tiếc rồi mà không trăng đèn kết hoa cho điện điếc cho tưng bừng lên không? Không nhìn hồng xiêm nè, trăng kín hết rồi. 7 giờ tối là đèn nháy bật tưng bừng lên. Cả xóm đều sang chơi đấy. Tưởng về Tết tiếc phải bật ban ngày nó mới ra không khí. Vớ vẩn mà hâm, thừa hơi. Tự nhiên cứ Tết thứ nhất như thế này vất vả.
Làm cái gì mà vất vả? Ôi giời ơi, khổ lắm, nỗi khổ ai biết được đâu. Vừa thịt mấy trăm con gà này. Thịt mấy trăm con gà? Thì nhà ăn hết mấy trăm con cơ. Thì cái thịt cho nó vui, ai đến thì mình bỏ ra ăn ấy. Xong xanh tí. Thế cả. Này, hỏi thật nhé. Nhà đệ thì gần ấy à? Sao? Gần Trạm Xăng à? Trạm Xăng là sao? Nổ tởm thế. Huynh từ sáng giờ đâu cắt mặt tối nhá. 1 tỷ việc, 1.000 việc đều đến tay cả. À? Nào, rửa lá bánh này, chẻ nạt này, nhá. Gói bánh trưng, vừa gói xong 2.000 cái xong. Cái gì? Vừa gói 2.000 cái bánh trưng ra. 2.000 cái? 2.000 cái. Buồn à? Buồn cái gì đâu. Mình cứ gói 2.000 cái, rồi là mình không ăn hết để hàng xóm thiếu mà nhân cho. Đấy. Điều hơn mình. Chỉ có ma dai mới hiểu được tú xuất. Đúng rồi. Nhưng mà nói thật nha, nay đệ sang đây là huynh cảm thấy là có vấn đề. Bởi vì dù sao là huynh với đệ giận nhau nó cũng hơi lâu lâu rồi. Thì sang là có việc gì? Chắc chắn là phải có công việc rồi. Nhưng mà cụ thể nó là việc gì? Việc ấy. Là việc gì? Trước khi vào việc thì anh em mình phải ấy. Này, giở người à? Cái gì? PD à? Không, khổ quá. Hiểu. Được, chờ tí nhá, đợi hơi. Công việc nó phải quan trọng chứ, phải kẹt lắm, cứ phải gợi ý mới mang ra. Chơi nhau bao lâu rồi, không hiểu tính, mà phải gợi ý, mất cả cái tình. Đây. Huynh với đệ là cứ phải tương vâng nha. Đấy. Chú đáo thế. Này. Hả? Thế còn cái gì không? Sao lại... Đây nhá, cái rượu này nhá, có biết là thế nào không? Rượu này rượu tình uống vào cho đỏ, uống vào cho đỏ môi mình môi ta. Rượu này mua tối hôm qua, đêm hôm qua đi mua. Đừng uống tí nhá. Kì. Hôn gái. Này, à? từ. Sao? Uống rượu này có nhảy công rượu chết say chết á. Đây này, có cái rau sơm ấy rồi. Rau sơm mà chơi với rượu tuyệt vời, rau răm này. Nhớ. Mời. Có gì đậm hơn không? Ừ, mời đệ. Này, cái gì đấy? Hả? Cái gì đấy? Bị thần kinh à, rồi à? Ôi thôi. Cái lại đồng cỡ này làm sao? Cái gì thế? Mà khóc cái hết buồn cười à. Làm sao? Ôi trời ơi. Này. Cái gì? Ông có hồi hình dung là một trận bóng đá. À. Mà có thủ khôn. Ờ. Mà không có tiền đạo chứ nó khóa. À. Đi đâu? Đây. À. Tức là đệ bảo là gì? Là huynh thiếu một cái răng cái gì? Phát hiện. Phải hiểu cái nỗi khổ. Hôm qua lên thị trấn chơi rượu thịt chó, thế là phóng đi đường trên đây về, gặp hai thằng thanh niên nó đánh võng lạng lách thế nào đâm bố vào mình, mặt mình đập suýt nữa vào cái bãi thế là thế. Này, có chết không? Chết mà còn ngồi đây à? Giở người. Ừ nhỉ, lạ nhỉ. Ừ. Sao bây giờ cứ phóng nhanh vượt ẩu thì lại không chết? À? Những người đi điềm đạm lại chết. Ừ. Lạ nhỉ, đấy em cứ phải cẩn thận này, cẩn thận. Chính xác. Cẩn thận. Ủa. Đi bộ không đội mũ bảo hiểm? Sao không đội mũ? Tại sao phải đội? Em có đi bộ đâu, em toàn trên cây trèo trèo tường. Chẳng may ngã. Vào nhà huynh bỏ mũ bảo hiểm ra. Ngồi nói chuyện mà có mũ bảo hiểm này bí bách á nhá. Bao năm rồi vẫn lo cái nhà này xây lâu rồi. Này đây còn quàng khăn nữa. Quàng khăn khác là cái loại dở không? Chẳng may gió mùa nó về sao? Uống rượu đi. Chơi. Câu chuyện này nói chuyện ra. Uống rượu. Này bú nhanh thế. Rợi tao tí chứ. Không vào. Sao thấy thiếu vào? Thiếu cái gì? Thì có dâu thơm đây rồi, thiếu cái gì được. Nữa? Mình à? Xem còn cái gì không chị? Anh em mình bàn vào công việc nó phải cẩn thận lên tí thì em mới nói chuyện được chứ. Cả xóm này nó bò nói đệ không sai tí nào. Đệ là cái kiểu mà gọi là uống rượu là tốn mồi đúng không? Không. Đợi huynh tí, yên tâm. Cứ phải gãi. Kẹt lắm. Đây rồi. Đệ là khách quý nhá, thì huynh đi bỏ ra nhá. Như cái này cái gì đây không? Gì đây? Đây nhá, con gái là mới gửi từ thành phố về đấy. Bánh Ritchie. Ritchie? Là bánh gạo. Loại này mà uống với rượu thì thôi rồi tởm nhá.
Bởi vì rượu là cao gạo, còn bánh này là bột gạo, hai cái cộng vào với nhau là mình uống là hơi xạo. Nhưng mà không ra gì không? Dù sao nó chắc chắn là phải hơn ổi với ớt nên rau thơm này rồi đúng không? Nè, chơi này, chơi thử này. Nè, cái quái nào nhá. Quái nghèo, ăn cái loại mềm thì được. Cái loại mà cứ cứng cứng thì đếch nào mà hai hàm răng cửa mình lại không bập vào với nhau. Này, toàn chơi bằng hàng đấy. Bánh này ngon đấy, ngon đấy. Ừ, ngon này. Cho em mấy cái tí em về thắp hương nhá. Lấy về thắp hương á? À? Chơi rồi cơ mà. Cái này quý. Được rồi, rồi. Đệ này, huynh là muốn tâm sự với đệ một nhời. Cứ việc nói. Đây là cái tâm sự mà muốn chia sẻ với đệ. Chơi luôn. Rượu uống chẳng say, vịt dâu uống rượu làm hay cho ai cười, những thằng cười đều, những thằng cười đều, cười đều thì làm sao? Thì mồm thiếu răng. Đệ nói đều huynh nè. Ấy, ai dám vô tình ấy? Ai đời nào huynh đệ với nhau? Thế thằng nào thiếu răng ở đây? Dầu với vịt hai đứa cực thân nhau, thân nhất làng luôn nhá. Tuy có chửi nhau nhưng vẫn rượu tín tín. Mình chửi nhau đã đánh nhau bao giờ đâu. Vợ huynh cấm em vẫn trèo tường sáng uống, sợ gì đâu. Mà này con mít vợ em, nó cũng chẳng phải dạng vừa. Con này gấu lắm, nhưng mà sợ chi. Đúng rồi, không được sợ. Hai chiếc bàn là. Đúng rồi, mà một khi ta đã ghép cái bàn là. Ghép thì. Này, Huynh. Làm sao? Bây giờ có bọn mua đồ điện đi dòng. À đúng rồi. Gọi vô vào trong ta bàn. Ê, bạn là mua không? Bán rẻ. Bán luôn, ai còn mở đi. Lệch sóng bán loạn luôn. Trả về địa phương. Này làm cái nữa cho nó máu nhỉ. Cái như này là cứ phải là song phi à bên song kiếm và bích nhỉ. Chơi 50 nhá. Không, chơi từ 20 từ dưới lên đi. 20% từ dưới lên. Dưới lên nó mới là cạn rồi còn gì nữa. Riêng dân rượu mà nghe gặp anh em mình mất điện luôn. Chứ còn sao nữa. Chờ. Bọn nó uống rượu là không có đẳng cấp. Tụ huynh như để uống rượu có đẳng cấp. Cái chất uống là cái kiểu là chó xem tát ao đúng không? Nghe mà sơn. Huynh, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại trước khi vào câu chuyện nó vẫn thấy thiếu cái gì. Thiếu gì là thế nào? Huynh bổ sung thêm đi chứ cái này không có gì chấm à. Này, đệ không chữa được cái tính la liếm nhỉ. Chả bao giờ mời Huynh một ly mà cứ suốt ngày gạ nhậu gạ nhẹt đây. Điều thế. Hôm nọ đám cưới nhà hàng xóm tôi chả mời Huynh sang uống là gì. Mời bao giờ? Mời hôm nọ đám cưới nhà hàng xóm tôi gọi Huynh vào uống thoải mái lên gì nữa. Đấy là hôm ấy đi ăn xịn. Về bây giờ con dỡ mặt đây này nhá. Chờ tí đi đâu đấy? Đi mặt. Đi đâu đấy? Loại dở uống rượu chưa được một ly đi. Yếu thật à. Này, ra khẩn trương nhá. Đừng có tắc mắc cái gì trong đấy đấy nhá. Đây rồi. Tranh thủ lúc đi ra bờ một khả.
ten 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 ten. Ui trời ơi. Đấy, thả nào. Diện thế này. Mừng mới bắt đầu vào chân thế này. Được. Trước khi anh em mình vào cái chuyện thông nhau. Thông gia. Thông gia nào, kịch với nhau cái nào. Trời ơi, ngon thế thế này. Nè, lòng đệ mua ở đâu đấy? Mua đâu? Vừa đi ra đằng sau nhà huynh. Ừ. Thấy thằng nào nó vứt cái đĩa lòng rơi giết thì mình nhặt luôn, mang vào đây góp vui. Chứ không phải là mang từ nhà sang à? Mang nhà đâu, tôi điên là mang nhà. Ôi. Này, đệ lấy lòng ở nhà nhà huynh nhá. Đi lại ở vườn đấy. Trời ơi, ông có biết đĩa lòng này là thế nào không? Thế nào? Trời ơi, tôi chết với con vợ tôi rồi. Trời ơi, nhả ngay ra. Cái đĩa lòng này là nó mua từ sáng sớm để tối nay cúng giao thừa. Đấy, khổ quá, cái lòng này là lòng để cúng, nghe chưa? Trời ơi, tưởng là lòng này rơi. Trời ơi, rơi cái gì? Chót thử ăn này, cứ ăn là ăn thế nào? Khổ quá, cứ nhậu nhẹt làm gì cho nó khổ. Mọi cái miếng nào mà cũng không biết gì. Có miếng ăn với nhau không bạn? Rồi uống rượu thế này. Lâu lắm là huynh với đệ mới gặp nhau đấy. Cho nên là nào ta hãy nâng ly để uống cạn u sầu. Huynh nói nha. Sầu thế. Rượu đây muốn cho say phải hết trăm phần trăm thôi, 80 thôi, là vì là uống cho vui mà thôi, uống cho vui người ơi, và quên đi hết bao giận hờn của chúng mình. Đúng quá, quên luôn, không say không về nhá, mà say em cũng không về, em quyết định nhà ngủ ở đây. Ngủ tại đây á? Nâng ly lên đi uống thêm chai nữa cơ mà. Ôi uống nhiều thế. Nâng ly lên đi uống thêm chai nữa cơ mà. Không, rượu không được ép, kèo không còn dép để em chạy về nhà. Không chạy được là nằm đây đấy nhá. Nằm đây kệ đấy nhá. Kệ người ta nằm đấy nhá. Chơi luôn. Nè, kịch. Đây. Rượu thì uống bằng ly cho nó công bằng. Cái càng uống cái này còn càng được tợp cái này để mà hết rượu à. Nha, chơi đi. Mà mình nói chuyện tới đâu rồi nhỉ? Câu chuyện về con bàn là và thằng Đoành nhà bác. Thì lên ngồi đây. Ngồi đây nói chuyện cho đàng hoàng tử tế đi. Nói gì thì nói. Làm sao? Nhắc đến chúng nó. Em hận bác. Hận tôi là hận ở chỗ nào? Hận như thế nào? Sao lại không hận? Hận cái gì? Nếu không phải tại bác. Thì làm sao? Thì giờ này. Làm sao? Chúng nó đã bên nhau hạnh phúc. Khổ quá, cũng tại đệ. Cái ngày đấy đệ đừng có hỗn hào với huynh. Thì có phải bây giờ chúng mình đã thông cống rồi, thông gia rồi không? Thế tại sao mà đệ lại còn lại uống rượu nhà huynh xong dở mặt này định sông phi ở mặt huynh? Như thế là mất đạo đức. Nó gọi là ăn ốc xong rồi là lại nhổ tẹt vào mặt người khác, hiểu chưa? Nhưng mà dù sao nhá. Đây đừng có vứt lòng mình đã nhai đâu nha. Thì tóm lại, mình là người cha người mẹ. Ừ. Không nên chia loan giải thúy bọn nó. Thực ra là huynh thì cũng không chia loan giải thúy. Nhưng mà xét cho cùng, đệ với huynh nó có nhiều cái bất ổn. Bất là sao? Có nghĩa là nó không hợp nhau. Cho nên để bọn trẻ nó lấy nhau là nó không hợp lý. Không được. Nếu mình không chia loan giải thúy, nếu mình cứ vun vào cho chúng nó, thì giờ này có phải mình có con có cháu mà bế rồi cho nó vui gì không? Kể ra đệ nói cũng phải. Đệ đứng đây, đừng nói cho. Cái gì? Đệ có biết là trước khi thằng Đoành nhà tôi đi Tây, nó lấy hết tiền của ông. Vớ vẩn, nó hẹn con bạn là ra bờ đê để làm gì biết không? Hấp diêm.
Ô lão nào, nó hẹn con bà là ra bờ đê để nó làm một việc quan trọng. Rồi nói đi, nóng hết cả người. Một việc rất quan trọng. Quan trọng là sao? Đấy là cái việc. Việc gì? Trả lại cho em chiếc chuông buộc buồn. Ngày con thơ ngây lấy ra tròi cũ. Ôi giời ơi. Trả lại con tôi chiếc chuông buộc buồn. Nó lấy ra tròi cũ làm con tôi mất xin. Ôi giời cao đất dày ạ. Biết vì sao không? Chỉ vì hai ta đắm say rượu chè mà để ai con ra chia cuộc tình. Phải lỗi lẽ do huynh. Chỉ vì huynh đây cứ chê con bạn là chê bao giờ? Cứ chê nó bị già làm nó chán, nó đi tây, thế là chia rẽ hai đứa nó bỏ nhau. Do tôi à? Không do huynh, chắc do tôi. Được rồi. Cái chuyện cũ thì bỏ qua đi. Còn bây giờ gặp nhau đừng có bới móc nhau làm gì cho nó đau thêm nhá. Ngồi xuống uống tiếp. Này, rót cao thế làm sao vào ly được. Rượu tốn. Này, nghe chưa? Mình rót tiếp. Này, để chơi đi. Đỡ cho huynh đi nhá. Mình thực sự nha. Chuyện tình cảm của chúng nó cả làng này nói quá tuyệt vời. Chúng nó đẹp như Romeo và Juliet. Nó đẹp như Thị Nở và Chí Phèo. Đẹp như Lan và Điệp mà cuối cùng lại không thành công. Thế mày ăn thật. Này, à đệ này. Đệ. Theo đệ thì thằng Đoành với con Bàn Là, hai đứa quen nhau lâu như thế, liệu chúng nó đã... Đã sao? Tức là nó đã tăng 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 chưa? Tăng 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 là gì? Tức là nó đã từng 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 nha. Từng 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 sao? Tức là nó tèn 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 chưa? Khổ quá, nói toạc ra đi cứ ấy thế, nóng hết cả người rồi này. Đây. Theo đề thì thằng Đoành với con Bàn là nó từ đâu rồi? Có khả năng chúng nó... Làm sao? Chưa dám thơm nhau. Thế á? Chưa ngồi sát lại. Này! Mà sao như đã như là của nhau, chưa nắm tay nhau, nhưng người đã rực. Này, mà sao hai đứa chẳng làm gì nhau? Tôi biết con tôi hơi bị đàng hoàng, còn tôi cũng hơi bị chính chuyên. Tôi biết con tôi phong độ mà tuyệt vời, còn tôi cũng hơi bị nên nàng. Thằng Đoành đi sang Canada, điều đi Malaysia, làm nghề trồng cỏ bên ấy, lặng im không nói, chờ nhau tháng này. Còn con tôi đi Campuchia, mang tròn mối tình sang đây ba. Một khi mà yêu như thế, tình yêu không tính tiền. Tình yêu không tính tiền. Tình yêu không tính tiền. Tình yêu này. Tình yêu không tính tiền rồi lỗ vốn à? Không được, không được. Thế là cái bữa nhỏ này ai giả? Nhưng mà tôi với ông khác, nó khác. Này, tính nhất. Thế lần nào để chúng la liếm ở đây thì phải cái chuyện mà để cưa đứt lục xuất với nhau để ăn nhậu ở đây thì ai trả tiền hả? Ai trả tiền cho đệ? Đáng bao nhiêu mà thế mới gọi là thông nhau chứ. Đừng có đùa xem lại đáng bao nhiêu nhá. Mà nói thật, đệ là có thằng con trai, là có thằng Đoành rồi. À quên, huynh là có thằng con trai. Thằng còn... Đoành là thằng Đoành nhà ông, là cái thằng trông gậy nhà tôi. Con Bàn là con của tôi nhá. Thằng Đoành nó là con trai. Vì vậy tương lai nó sẽ là cụ chuột. À quên, nó sẽ là chuột cụ. Nó sẽ là trụ cột của cái họ Nguyễn Công nhà tôi nhá. Thế còn con Bàn Là, con Bàn Là nó là dâu. Thì đệ phải có cái giáo dục, hiểu chưa?
Tức là... Nói thế tức là sao? Có nghĩa là các cụ bảo rằng dạy con, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc vừa sờ đến mông, dạy con để lúc lấy chồng khi về bên ai, tức là về bên họ nhà trai mà không chồng mông vào mặt mình, hiểu chưa? Này, hả? Mày có tin bây giờ tao phang phát mồm mày gãy lốt cái răng được không? Nghe sao lại mất dạy thế? Huynh đệ sao để giờ chuyển sang mày là thế nào? Nhưng mà chồng mông với nhau thế là không được. Ý của huynh ấy là muốn nói với đệ rằng có con gái là phải dặn dò, phải dạy nó đàng hoàng tử tế, để làm sao nó về làng dâu nhà này nó gọi là trai tài, phải lấy gái sát, mà đặc biệt là nó phải là vợ hiền dâu thảo, nghe chưa? Ngoài ra bảo vâng này, đệ huynh nói cho đệ biết nha, mình là phải học cái dân thành phố, có hiểu vào rồi, nó tê lê phê rồi, huynh với đệ là phải đan sinh tí. Anh em mình ý là anh em mình đi khai thác đá đúng không? Không phải là khai thác đá, đập đá. Tức là mình phải dạy để mà mình muốn đi dạy nó bắt. Chứ mình đang xây cái này là dạy nhá. Mình đang xây đập. Nào, để bật tí nhạc lên cho nó máu nhá. Nói gì nói, nghĩ thì nghĩ, làm gì thì làm, nhưng mình vẫn phải vê nét về cái chuyện chúng ta là người cha người mẹ. Sao? Phải biết giáo dục con. Rồi vẫn giáo dục với sao? Không, để chưa giáo dục con bằng là đào hoàng tử tế. Để giáo dục nó chuyên nền nếp. Tôi cho nó đi Campuchia đấy thì... Campuchia đấy chỉ là tạm thời. Nó sang đây nó rửa bát cả nôi đấy. Nhưng mà tôi muốn nói rằng ở làng này có rất nhiều điều tiếng nói xấu về con bản làng. Không đấy. Phải sang đấy nó lao động chân chính, mà nó đi sang đấy để nó bán bản làng. Không mà. Kịch cái nào, kịch cái nào. Này. À, cái gì? Tự nhiên mình này thích phang nhau cho nó vui. Ơ, cái thằng bố láo này. Phang nhau tí cho nó vui đi. Mày lại rửa mặt như lần trước à? Ta cho rượu mày ăn, ta cho cái đồ này mày uống. Thế mà mày này định rửa mặt mày đánh ta là lý do gì? Cứ thích đánh nhau cho nó vui lên, thế thì nó đỡ phí rượu. Nhưng rượu thì vào là phải máu chứ. Thích đánh nhau à? À. Lý do làm sao? Lý do là... Là sợ hết rượu à? Không. Nếu mà không uống được là tao đổ vào đâu. Tao đổ vào đây. Tao đổ. Ném chết đi nha. Mất hết khả năng tốt đấy nhá. Tốt nha. Nhau nhá. Bắn hết cái này vào mặt ông rồi. Ông bảo ông tốt với tôi đi. Ông tốt với tôi thế nào? Tốt với tao thì hãy ra mua thêm rượu. Thằng này láo toát. Hai thằng đều say thì uống rượu để làm gì? Hay mày tưởng nhà tao có con trai gửi đô la kết tình thông gia để mày xi móc mọi tiền? Cắt đứt thông gia thì tao sẽ phang ngày mày. Mày định phang tao? Tao sợ gì? Mày tưởng nhà tao không có con ở nước ngoài à? Mày đừng tinh vi, con mày chỉ ở Campuchia. Rửa bát lên đi đấy. Mày thích thì ra, ra ngoài kia vật nhau. Nếu thích ra sân thì tao sẽ sống phi mày. Chờ tao, tao cởi quần.
mày cởi quần ra, rồi tao cũng cởi dép ra. Một khi đã thích, chúng ta không cần quần áo. Ta vật nhau nuôi cho nó sướng cái cuộc đời. Chơi luôn. Mày vật tao trước đi. Xem thằng nào người đẹp hơn nào. Mày vật tao trước đi. Từ từ để tao dạo đã. Mày vật tao trước đi. Tao cho mày vào trước đấy. Mày vật tao trước đi. Tao đố mày làm xong vào đấy. Mày vật tao trước đi. Tao nhường mày trước đấy. Mày vật tao trước đi. Tao vật mày chết luôn. Mày vật tao trước đi. Tao cho mày vật tao đấy. Mày sợ tao sẽ thả. Tao phải sợ mày à? Mày vật tao trước đi. Mày sợ tao mới tha. Mày vật tao trước đi. Ôi, thằng này dở, cứ nhường mày vật tao trước đi. Khổ quá. Mày sợ tao sẽ thả.